Hello, xin chào mọi người. Bây giờ là nhìn cái cây đó rất là đẹp, rất là thích. Cái cây đó là ở dưới là có cái miễu á nha. Nhưng mà mình đi đó, nhìn xa xa là mình sẽ đi tới đó. Đi tắt thôi, phải đi tắt thôi. Cứ cái này là đất nó khô là cứ đi theo ruộng thôi. Đi, đi. Đi theo ruộng, đi theo cái hướng đường chim bay á. Nhưng mà trên đây cũng có đường nhỏ nhỏ này, nhưng mà không biết nó đi về đâu. Mình sẽ đi theo cái hướng đường chim bay, sẽ đi tới cái cây đó. Cây đó rất là đẹp đúng không? Nhìn xa xa nó rất là hoài cổ. Sẽ đi theo đường chim bay. Giờ này là hơn 12 giờ rồi, trưa rất là nắng, nhưng mà đang ở không nên là sẽ đi tới cái đỉnh đó, sẽ chia sẻ cái đỉnh đó cho mọi người coi. Đi được chưa? À, đi dọc đường nè có mấy cây thăng long nè, thăng long đẹp quá, thăng long nè, không? Không biết đường nào để mà đi tới cái miễu đó, đường nào để đi tới? Ê, ê, có đường nè, đây có đường nè, đây đây có đường, à thăng long. Ồ, thấy thằng Long không? Thằng Long à, ở Long An nè, thằng Long là cây thằng Long đẹp không? Đó, thấy không? Thấy cái cây không? Đó. Bây giờ sẽ đi đến cái cây đó, đến cây đó mình sẽ quay chia sẻ thêm cái chỗ đó là có cái miếu á. Rất là hoài cổ nha, nhìn lên cao nè.